Vâng, xin chào mọi người. Chiều nay em giới thiệu cái một số cây lưỡi hổ em trồng cách đây 6 ngày. 6 ngày gần 7 ngày mọi người, trồng trên cát và đỡ ngoài trời. Mưa suốt bao nhiêu ngày nay cây vẫn ok nha, không có thối nha mọi người. Thử nghiệm trồng trên cát. Cây rất là ok. Đó, không có thối nha mọi người. Rất là ổn định. Đó, trồng trên đất thì sợ thối với trồng trên cát là không có thối nha mọi người. Nó thoát nước rất là tốt. Thời gian này là bão hết số 9, số 10, 11, 12 giờ chuẩn bị bão nữa. Thì nhà thì trồng từ cách đây 13 ngày thì mình tháo một cái chậu lớn ra mình trồng, mình chiết ra mình trồng. Và trồng cái cây này, một số cây này là tất cả là 13 chậu và trồng ở ngoài trời. Đó, đang quay mọi người là chuẩn bị mưa nữa nè. Mưa suốt bao nhiêu ngày nay và mình trồng trên cát. Đó, cây vẫn ổn định không sao cả. Lưỡi hổ 13 cây nè mọi người. Đó là rất phát triển rất là tốt. Phát triển rất là tốt. Trồng tính ra là được 6 ngày. Trên chậu. Đó. Hai cây này nữa nè mọi người. Đó, nó đâm rất là mạnh. Đây, cho mọi người xem nè mọi người. Đó. Cây phát triển rất là tốt. Từ lúc mình trồng thì nhà có diện tích thì nó cũng không có được rộng mọi người. Cho nên là trồng cây, đặc điểm của cây lưỡi hổ thì trồng ít nước. Đỡ trong nhà, những cái nơi mà mái hiên hay là gần cổng, tránh nước. Nó thì đặc điểm nó là chịu khô, nhưng mà do là cái diện tích nhà mình nó chật và mình đỡ sau nhà trống này mọi người, ở ngoài trời nè đó. Thì thường mình thử nghiệm, lúc đó mình quay video mình nói là mình trồng cây lưỡi hổ ở ngoài trời xem thử có sao không, nếu mà nó có bị thối nhũng lá thì đem vào. Và sau khi trồng 6 ngày nay thì cây đang phát triển rất là mạnh vì trồng trên cát thoát nước rất là tốt. Cây lưỡi hổ thì như mọi người biết rồi, nó rất là ưa chuộng, rất là nhiều nhà chơi làm phong thủy, làm cây phong thủy. Và bản lá nó như cây này nè mọi người. Cây này nè, bản lá nó lên lên tầm phải một một mét rưỡi á mọi người. Đó. Cây phát triển rất là tốt nha mọi người, vì mình trồng thử nghiệm trồng trên cát. Một số cây đây là lưỡi hổ viền vàng nha mọi người, nó là dòng lưỡi hổ viền vàng. Và cái video này mình giới thiệu vào cái cây lưỡi hổ trồng ngoài mưa, đang mưa này, mưa phùn này mọi người. Đó, đỡ 6 ngày nay và không có trồng đất, mình thử nghiệm trồng trên cát. Và cây nó đâm tược rất là tốt, rất là xanh. Thường thì nó trồng trên đất và để cho nơi khô ráo, lâu lâu một tuần nửa tháng thì mới tưới nó một lần, cây nó chịu khô nha mọi người. Nhưng mà mình trồng thử nghiệm trồng ở ngoài trời và cho nó ăn nước mưa, chứ mình không có tưới nước nha. Cây này lưỡi hổ mình đỡ khô luôn, đỡ ngoài nắng luôn. Đó, nắng mà nắng vừa nha mọi người. Và mình đỡ ngoài mưa, trời đang mưa nè mọi người, mình bước vô hè mình đứng mình quay. Đó, mưa triền miên, mưa dạo này là mưa từ sáng tới chiều luôn. Và mình thử nghiệm trồng trên cát, tất cả là cát tác cát tinh khiết nha mọi người, không có trộn gì hết. Cát là trồng, nếu mà trồng lưỡi hổ thì mọi người trồng cát đỡ ngoài trời thì cho nó thoát nước thì dùng cát cát mà xây nhà, xây gạch nè mọi người. Cát này dùng để xây gạch nè, chứ không có dùng cát tô nha, cát tô tường nha. Đó. Trồng tất cả là 13 chậu. Lúc đầu thì như mọi người xem video cách đây 6 ngày mình trồng vào chậu này nè, thì
coi nó tới bây thời điểm này là nó ổn định, không sao cả, trồng trên cát thoát nước. Và lúc mình tháo cái chậu của 13 chậu này ra, đều là một giống hết, trong một cái chậu hết, nó bị vỡ ra và đem chiết ra cái chậu này, 13 chậu này. Coi lưỡi hổ thì chơi chủ yếu là phong thủy, nó cao như coi nãy mình giới thiệu mọi người, nó cao tầm 1,5 m đó mọi người, còn đang lớn đó. Và trong quá trình trồng thì nó phát triển đâm những cái mầm gốc lên rất là nhanh. Nếu mà không tính theo củ mà tính theo lá thì mọi người thấy không? Bình thường một một chậu nó là 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 lá. Bên kia cũng 2, 4, 6 lá. Kia là 8 lá. Đó là tầm có 2 tép mọi người. Đó. 2 tép hay gọi là 2 củ ở mầm gốc đó mọi người. Coi chơi hầu như là thấy trồng ở phía trước cổng là nhiều mọi người, dưới hàng rào ở thôn quê, nhưng mà bây giờ người ta chơi và buôn bán rất là nhiều và được bán tại những cửa hàng shop cây cảnh hoa lan, đang bán rộng rãi. Và cái giống lưỡi hổ ta và lưỡi hổ Thái và các loại lưỡi hổ khác, lưỡi hổ đỡ bàn thì bằng lá nó nhỏ ngắn. Lưỡi hổ viền vàng cao như thế này là hầu như là lưỡi hổ ta nha mọi người. Và video này mình chia sẻ cách đây 6 ngày giờ coi lưỡi hổ. Và tóm lại thì là mình chia sẻ là trồng ở ngoài mưa miền cát thì coi lưỡi hổ vẫn sống ổn định, không có bị thúi nha mọi người. Vẫn đứng sừng sững nè. Đó. Trời đang mưa nên mình bước vô cái cửa mình chia sẻ, mọi người thông cảm nha, không thể quay trực tiếp được vì nó ướt cái máy. Thời gian sắp tới thì mỗi cái chậu này nó sẽ sinh sôi nảy nở, mỗi chậu nó sẽ rất là dày, nó sẽ đẻ rất là dày nha mọi người. Đó cho nên là khi mà mình trồng nguyên củ nguyên tép thì nó có lực và nó sinh sôi đẻ rất là nhiều. Còn nếu những nhà vườn họ chơi số lượng lớn, họ chơi thành một cái vườn lớn thì ngồi trồng ra thì họ có thể ươm trên lá nha mọi người. Họ ươm giống, lấy giống trên lá, họ cắt ra những cái khúc lá. Mọi người xem thấy mình chia sẻ về cách trồng cây lưỡi hổ trên cát hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người nên nên mua cho mình một cây hai cây đỡ trước nhà là làm phong thủy cũng rất là hay, cũng rất là đẹp, cây rất là dễ sống dễ chăm, không dành thời gian để chăm sóc cho nó nhiều. Cỡ tầm nửa tháng một tháng mọi người tưới cũng không sao cả. Vì lúc mà mình tháo chậu ra để trồng 13 chậu như thế này thì mình để trong nhà 6-7 ngày không tưới nước và cây nó vẫn bình thường nha. Cây này cũng gọi là cây cảnh phong thủy và được rất nhiều người ưa chuộng, cũng đang nhiều người mua tại những shop cây cảnh hoa lan để đem về trồng. Theo như mình nói video trước và cũng như giờ anh em chia sẻ trên mạng thì cây này là đỡ đỡ chống tà khí, đem năng lượng tốt vào nhà, nó phong thủy á. Mình chia sẻ đến đây mình cũng xin tạm dừng nha mọi người. Và thời gian sau này những cái chậu lưỡi hổ này nó lớn và nó xum xơ đầy chậu, trên mỗi chậu thế này mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người tiếp nha. Và video mình chia sẻ về cách trồng lưỡi hổ trên cát đỡ ngoài trời và cây vẫn ổn định nha.
Mình xin kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn mọi người xem và theo dõi giờ cái cây lưỡi hổ này.